Xin chào các bạn đã trở lại kênh YouTube của Nhật ký Xà Lan nha. Thì hôm nay mình đang có mặt ở tại kho gạo Intimate. Thì ở đây có một chiếc xà lan có trọng tải 280 tấn các bạn. Thì chiều ngang là 6,5 m, chiều dài 32 m, có cái tâm hạ là 2,5 m nha. Thì chiếc xà lan này cũng thông thường cũng như mọi chiếc xà lan khác nha các bạn, nhưng cái đặc biệt ở đây là cái chiếc xà lan này được trang bị cái hệ thống lái điều khiển từ xa nha các bạn, hệ thống lái trợ lực điều khiển từ xa. Thì tí nữa đây mình sẽ quay review về cái hệ thống lái điều khiển từ xa đó cho các bạn xem nha. Thì cái hệ thống lái điều khiển từ xa này thì lúc bây giờ thì đây là một phát minh mới nhất của anh kỹ sư Hào Gâu nha các bạn. Và quý anh chị và các bạn nào có nhu cầu để sử dụng những cái bộ sản phẩm mà điều khiển từ xa gắn cho cái hệ thống lái xà lan á, thì xà lan hàng trăm tấn nha các bạn, chứ không phải xà lan điều khiển thì nó quá bình thường nha. Thì quý anh chị và các bạn nào cần sử dụng thì lát nữa mình để cái số điện thoại của anh Hào Gâu với cái phần mô tả, thì cái khách hàng mình liên hệ với ảnh nha. Ở đây mình sẽ tiến dần từ từ xuống dưới cái hầm máy, mình quay sẵn, mình quay review cái hầm máy cho các bạn cùng xem luôn nha. Đây các bạn. Thì mình xin tiến dần xuống cái hầm máy để mình review hầm máy cho quý chị các bạn cùng xem nha. Thì đây các bạn, đây là mình đã xuống được cái hầm máy của xà lan 280 tấn rồi nha. Thì ở dưới phía hầm máy này thì mấy anh kỹ sư, mấy anh thợ đang thiết kế cái bộ lái trợ lực điều khiển từ xa nha các bạn. Thì trên màn ảnh các bạn đây là thưa thiệt các bạn, đây là anh Hào Gâu, là anh kỹ sư cũng như cha đẻ ra cái sản phẩm này nha. Thì quý anh chị và các bạn nào bên ngành đường thủy xà lan này kia thì có nhu cầu sử dụng thì tí nữa mình sẽ để số điện thoại của anh Hào là trên phần miêu tả để quý khách hàng mình cần thì gọi cho anh Hào nha. Vậy thì cái này mà nếu anh em có sử dụng bên tàu cá thì cũng có thể liên hệ gặp trực tiếp anh Hào ha. Đây là một cái bộ của mình ạ. Em cũng quay xương về cái nồi thấp ở dưới cái xà lan nha các bạn. Cái này là để gắn vàng dụng cụ. Lần đầu tiên mình xuống nồi này kia nè. Đây là dưới cái thùng máy, không thể nói là quá là sạch các bạn. Đó là những cục biến áp. Cái máy chính của xà lan 280 tấn này là cái máy Cummin. Cummin này 350 cò nhỏ ha. Máy sạch bóng lóng luôn. Quay YouTube mình đặt cò lớn cò nhỏ máy thoải mái. Cục anh đang gắp được không anh? Em chỉ quay mà. Cứ quay đi lên xa đâu sao. Đúng rồi, em không có nói chuyện chi tiết, em không có gần. Thấy em gần em cũng chơi luôn phải không? Mình làm cái gì mà ai nhận làm cũng được thì cũng không phải là hay. Dạ dạ. Đây là cái trước thì anh Thọ đang lắp ráp. Đây là cái bộ điều khiển của điều khiển từ xa của cái bộ điều khiển máy nha các bạn. Đây là cái này. Anh đang điều khiển thử nha. Cái thương hiệu khá là đặc biệt để trên cái bàn điều khiển Hào Gâu, bên kia thì có chữ là trái và phải. Thì cái này là lái, khi lái cái này thì anh không có gần giá cả. Anh thợ anh đang lắp ráp nha các bạn, để liên hệ trực tiếp với anh Hào. Này, anh đang lắp ráp cho này. Cái này thì điện nó cứ cháy trực tiếp bóng đèn nó hoài ha. Đúng rồi, cái này là nó xài phần bình hay sao? Xài bình. Bình ha. Dạ. Yeah. À, cái này mình đưa vô hộp số. Đúng rồi. Đóng vô cái số trước của mình. Dạ không con. Nè. Ôi. Số tập lọc á. Dạ. Em mượn vô hộp giá. Dạ, còn đây là anh nha. Anh chủ xà lan ha. Đây là anh chủ xà lan nha các bạn. Chủ xà lan này. Chủ xà lan này
anh trang bị những cái thiết bị rất là tối tân nha. Quay rất là nhiều xà lan mà chưa có hầm máy nào như thế này ha. Thì hiện theo mình biết là thời điểm lúc bây giờ thì có một mình của cái xà lan của anh này thì gắn cái bộ điều khiển từ xa là đầu tiên ở Việt Nam nha các bạn. Hai cây số tùy theo anh cây mình xài. Cái này còn ở trong đây có bằng pin ha, pin sạc cũng như sạc điện thoại, tức là cái thiết bị này là sạc khi sạc điện thoại. Đó thì khi ảnh lấy cái tay ảnh bắt cái con tắt ở trong đây thì ở dưới có một cái giống như một cái hệ thống mà chạy tới những cái hệ thống đó. Trên đó thì rất là đây ảnh không có làm gì máy. Thì theo bên anh thợ này sẽ là cái bán kính để hoạt động của cái remote và cái bộ điều khiển thì bán kính tới 2 km nha các bạn. Đang đấu như hộp số, cái này anh xài mấy tua? 4 tua. Số 4 tua. Máy là sạch bóng. Không làm chưa? Cái hỏi không làm không bỏ đi rồi. Hả? Quá là cái này xong hết rồi. Xong hao. Vì vậy là cái đó nó chỉ đấu với hộp số. Hộp số là một cái mình đấu vô cái vô lăng đó ha. Hay là... Alo. Nha. Đâu có làm bên hết, vậy là bị thế vậy đó. Con nhà bà đó sẽ... Bà hệ thống được điện thoại. Bà hệ thống cái này là số phải không? Số. Vậy là mình xài số điều khiển từ xa luôn. Số ga lái. Số ga lái luôn chứ không phải là hệ thống lái không? Không. Rồi hệ thống ga. Rồi lái luôn. Là ba hệ thống. Ba hệ thống điều khiển từ xa các bạn. Tại vì đây là cái hệ thống này là cái hệ thống tới và lui này. Mình có thể điều khiển từ xa trong cái remote này. Cái bản remote là gì anh? Bộ điều khiển hả? Bộ điều khiển này là mình có thể chạy số tới lui và bấm loa và gì nữa ta? Ga máy và hệ thống lái luôn nha các bạn. Gối nhiều quá gối. Số mấy nhỉ? Số 3 chưa? Gì? Số 3 gì? Số 3 gì? Số 3 gì? Hai bữa đậu của mày nó tắt xuống ghe ta thấy nhẹ cái bảo không tắt đầu kìa dạ nửa đầu kìa. Theo mình gắp một bộ điều khiển hoàn toàn mới luôn thì mất thời gian khoảng bao lâu ha? Anh thật. Mình gắp nguyên bộ mới luôn mất thời gian gắp khoảng bao lâu ha? Một ngày mới xong. Chỉ ngày. Thì là các bạn biết không, khi mà lắp gắp một bộ điều khiển từ xa thế này thì mất khoảng một ngày ha. Đây thì anh cần căn chỉnh chút xíu nữa là xong nha các bạn. Làm đi có con khác kiếm. Nhắc này mong kiếm nó chừng nào có. Thì cái chỗ cái anh Thảo đang làm đây là cái bộ để số, bộ điều chỉnh số nha. Còn ở cái cục này thì bộ điều chỉnh ga nè. Đúng không? Đúng rồi. Chính xác ha. Còn ở trên đó là cục đó là để điều khiển hệ thống lái đó các bạn.
Còn cục này là cục máy. Tập luôn nha. Cục đai nó gãy biết chưa. Thì cái cục để điều khiển cái lái thì nó to hơn cái cục để điều khiển ga và số nha các bạn. Thì cái hệ thống dầu trợ lực nó đi qua đường ống bên đây luôn. Sao hôm nay cục lúc đây đó nó dễ không? Đây là cái bồn dầu chạy lực cũng như thông thường nha các bạn. Quá trời nóng rồi lại. Cho đi, cho anh chân đi. Sau này có hai chiếc chuẩn bị đang ghé vô trong cái bánh của nhà máy xi lúa nha các bạn. Có lắp vô không? Bé đánh vô sẽ review ở từ phía sau của chiếc xe lăn được gắn cái hệ thống lái trợ lực điều khiển từ xa cho các bạn xem nha. Đây là cabin sau nha các bạn. Thì chiếc xe lăn này được khô nha các bạn. Hiện tại thì đang chở gạo nha. Rồi đắp hầm bằng sắt, bao lâu sắt luôn. Đây thì được sơn một lớp nước sơn rất là bóng. Ai, có một hàng tóc đây không? Hiện tại mình đang đi bên cái mặt bon ở bên trái nha các bạn. Đây là cái thành xà lan, thành trắng sóng ở phía trước cái mũi xà lan này. Rất là cao luôn, rất bóng nha các bạn. Đây là tổng thể của chiếc xà lan 280 tấn. Chỗ này là sát bên cầu Vàm Cống nha các bạn. Đây là, hiện tại đây là cầu Vàm Cống nè. Rồi mình xin kết thúc video nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau nha. Xin chào, hẹn gặp lại quý chị và các bạn.